mình đang có một chú Minion. Hôm nay mình với các bạn chơi xoay trong trống trên đầu của chú Minion nha. Bắt đầu xoay thôi. Ổn quạt xoay tiếp không các bạn? Chú Minion của mình màu vàng, mặc bộ quần áo màu xanh dương. Bây giờ mình chưa xong rồi, hẹn gặp lại các bạn ở trên video.